À, xin chào anh em nha. Sáng hôm nay nhận một con Hono Play anh em. Màng bê nha. Bê kính nhưng mà hư màng luôn. Hư màng trong luôn. Bị sập luôn rồi. Cảm ơn chạy loạn luôn. Buộc phải thay mới nha anh em. Hono. Hono Play. À, mình sẽ tiếng Anh thay nha. Và dán máy nha. Lên ngon đấy nhé. Ok anh em, máy khách lên ngon lành nha. Bị cảm ứng bị mật khẩu anh em nên mình không có thể nào mà mình test ái được nha, test bên trong được. Hôm nay mình sẽ test cảm ứng xưa qua cái số này 1 2 3 4 5. Cảm ơn, nói chung là cảm ứng này mượt mà đấy nè.
Ok nha anh em. Màn hình hiển thị tốt ha. Giờ mình cột cái su lại nữa cho nó cố định là xong. Chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video tới giờ phút này nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em nha.